Ok nha, tôi bắt đầu chữa luôn nhá, không muộn mất. Thì các em xem qua này, các bạn xem qua này. Ở lý thuyết một tí xíu. Đây nó là thuộc dạng số 1 này. Đơn điệu hàm bậc 3. Đó, chứa tham số m nhá. Đó thì nó có hai dạng các bạn nhá. Có hai dạng. Trong bậc 3 nó chia là hai loại này. Đó. Đó là gì nhỉ? Đơn điệu trên R. Đơn điệu trên R. Và thứ hai ấy, nó là đơn điệu trên cái khoảng bất kỳ. Đấy, các em phải tuân theo cái sơ đồ này để giải quyết. Luôn luôn chữa một dạng toán ấy thì thầy luôn luôn cho các bạn cái sơ đồ này này. Để các em có thể nắm được là cái mạch chung của những cái dạng như thế này, nó đổi kiểu gì thì chúng ta sẽ phải biến đổi đi được theo. Đúng không? Đấy, chứ khoảng bất kỳ. Đó, khoảng bất kỳ. Thì nếu mà nó hỏi đơn điệu trên R thì các bạn sẽ có được cái công thức nhanh ngay. Nếu là hỏi đồng biến nhé, các em chốt thì cái hệ đó là gì nhỉ? A dương và delta bằng B bình trừ đi 3AC. Nó sẽ phải là gì nhỉ? Nhỏ bằng 0. Nó hỏi nghịch biến này các em nhé. Nó hỏi nghịch biến thì các bạn cho thì cái hệ đó là A âm và delta vẫn bằng B bình trừ đi 3AC nhỏ bằng 0. Đó. Còn nếu nó hỏi đơn điệu trên những cái khoảng bất kỳ không phải R thì cái này các em sẽ có rất nhiều cách. Thứ nhất ý, đó là các em có thể là đạo hàm, sau đó thì cô lập M này. Được chưa? Ok chưa? Đó. Những cái dạng toán đặc biệt hơn không cô lập được M thì các em sẽ thử Casio này. Đó, Casio này. Hoặc là các em có thể gọi là gì nhỉ? Chia trường hợp. Đấy. Đó. Thì cái này chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng cái sơ đồ này vào để giải quyết từng dạng toán một nhá. Đây. Thầy hãy soi các em này. Câu số 1 này. Đây nó thuộc hàm bậc 3 này các em. Đúng chưa? Câu này trong đề chính thức lần 2 năm ngoái các bạn nhé. Câu này trong đề chính thức lần 2 năm ngoái. Có thầy nói luôn cái dạng này này. 100% thi luôn. Các em học coi như là trúng tủ luôn đấy các em. Chả lệch đi đâu được cả. Nó có thi dạng nào thì thi, bỏ dạng nào thì bỏ. Thì cái phần này cũng không bao giờ nó bỏ được. Đấy nhá. 100% thi luôn. Nhá. Vì cái phần này là phần hay nhất của tham số M. Bỏ đi thì hay nhất của hàm số. Bỏ đi thì chả còn thi được cái gì nữa các em ạ. Không còn gì để thi nữa. Đó. Thì đây, con xếp này bậc 3 nhá. Đấy, nó gọi là đồng biến trên R đúng không? Thì đây. Nó dùng cái thằng này này. Đồng biến trên R. Nó dùng cái công thức này. Được chưa? Đây thì gọi là công thức số 1 đi. Công thức số 1. Được không? Đó. Thì các em chốt cái hệ này vào thôi. Còn lý thuyết tự luận thì cái này các em đã học đầy đủ trong lớp VIP rồi nhá. Trong quá trình chữa thì tự luận thì thầy luôn luôn chữa trong lớp VIP bài bản rồi, đảm bảo các em hiểu bản chất cụ thể rồi. Còn bây giờ thì mình chữa trong quá trình mà thực hành thì đây. Trong trắc nghiệm thì các bạn sẽ làm đầy đủ theo cái sơ đồ này là các em làm ngon lành luôn. Thứ nhất này, bạn chốt thầy cái hệ nhá, câu số 1. A dương ấy. Thế đây. ABC nó là cái gì? ABC nó chính là hệ số trước x ở đây này các em nhé. Đây là A này, hệ số x mũ 3 giảm dần là B này. Ở đây nó là C này các em. Đó. Thì A đây là 1/3 đấy các em. Dưa. Nhá. Tiếp theo delta nhá. Delta nó bằng B bình, ở đây là M bình này các em ơi. Trừ đi 3 này. Nhân A là 1/3 này, nhân C bằng 4. Đúng chưa? Cái này là nhỏ bằng 0 đấy. Các em chỉ tương đương với lại cái này luôn đúng rồi này. Đó. Thì những cái câu này thì các em làm theo sơ đồ này nó cực kỳ gọn nhẹ luôn các bạn. Cực kỳ gọn nhẹ và đơn giản. Bài 3 chỉ tiêu đi các em nhá. Nó ra được là gì nhỉ? Cái này mất hệ rồi. Nó chỉ còn đúng phương trình duy nhất. Nó là M bình trừ 4 nhỏ bằng 0. Thì cái này em sẽ ra được là M nằm trong cái đoạn từ trừ 2 đến 2 thôi. Đó. Thì các bạn sẽ ra được là nó hỏi số giá trị nguyên đúng không? Đây. Bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M nằm trong đoạn từ trừ 2 đến 2, các đếm nhanh và ra 5 giá trị thôi.
năm giá trị của m nhỉ, nhanh luôn. Đó là một a. Cái này các bạn làm đúng một dòng đúng không? Một dòng cái này chắc chỉ mất tầm khoảng 30 giây là xong rồi các em nhé. Chậm thì 30 giây. Ngon lành. Được không? Đó, những cái tài liệu này đều trích trong những cái đề thi hot nhất gần đây cho các em luôn. Ok, câu số 2. Quay trở về năm 17 một tí xíu nhá. Quay trở về năm 17 một tí xíu. Những cái dạng này năm nào cũng thi đấy. Cận học thì chắc chắn trúng thủ luôn. Chả cần phải học nhiều đâu xa cả. Cận học chắc chắn những cái dạng thi rồi nha. Phần 2 này các em. Phần 2 nhá. Được không em ơi? Bạn nào sang câu số 1 thì sang câu số 2 luôn. Nhảy số luôn nha. Được chưa em? Ok chưa? Được chưa? Euro để sau em. Euro tí xem trận Việt Nam xem gì Euro. Thầy chỉ thích xem bóng Việt Nam thôi. Bóng nước ngoài thỉnh thoảng World Cup với lại FIFA thì mới xem, còn Euro thì không thích. Ok, câu số 2 nào các em. Được chưa các? Ok chưa? Vào việc luôn nhá. Văn Quang 2D hút chấp em. Thường íp 2D. Đấy. Được chưa? Khi các bạn có cái sơ đồ rồi các bạn làm ngon lắm. Đây. Các bạn xếp dạng hoàn là xong này. Đây thuộc dạng bậc 3 đúng chưa? Đó, các em nên chép cái sơ đồ vào nhá. Chép cái sơ đồ vào để làm nó không bị lúng túng, không biết dùng phương pháp nào ấy. Mỗi dạng toán nó có một cái sơ đồ riêng, còn làm cho nó nhanh gọn. Nghịch biến này, trên R này. Đấy. Âm vô cực đến dương cực của chính R các bạn nhé. Đây. Đây là cái hệ số 2 này các em. Đây, nghịch biến trên R. Đây hệ số 2 này các em ơi. Được chưa? Chốt vào đây này các em. 2 tương đương này. Đó. Hệ số E nhé các bạn nhé. E âm này các em. A âm. A đây các bạn ơi, A bằng âm 1 này. Đó, nhỏ không nhá. Được chưa? Thì luôn đúng rồi này. Điều kiện thứ hai thì đó là delta này các em. B bình nhá. Delta bằng B bình trừ 3 AC. Delta của bậc 3 nha các bạn nhá. Đây là bậc 3 đây. B này các em ơi. B đây. A đây này. Và C đây các bạn nhá. Nó bằng này các em ơi. B bình nó âm M bình ấy. Bạn viết cụ thể là âm M tất cả bình phương như này này. Trừ đi này. 3 lần A bằng âm 1 các em ạ. Âm 1. C đây bằng 4M cộng 9 này các em. 4M cộng 9. Đó, cái này nó phải nhỏ bằng 0 nha các em nhé. Đó, delta này nhỏ bằng 0. Được chưa? Và đến đây các em giải hệ thôi. Thực ra giải phương trình thôi, chả phải giải hệ đâu. Điều kiện đầu tiên nó luôn đúng rồi. Bạn bỏ luôn đi cho thầy nha. Chỗ này mình sẽ ra m bình này cộng với này đây 3 nhân với lại 4m cộng 9 đúng không? Đẹp trai quá nhỉ, nhỏ bằng 0 thôi. Cái này các bấm máy tính nó ra ngay khoảng của m này. Menu trừ nhá. 2 nhỏ bằng 0 các em chọn số 4 nhá. Đấy. Thì các bạn nhập hệ số vào. 1 này, 43 là 12, 39 27. Thì các em sẽ ra được ngay cho thầy này tương đương với m nằm trong đoạn từ trừ -9 đến trừ -3. Được chưa? Mà nó lại hỏi số trị M nguyên đúng không? Đây. Đếm đi. Đấy. Số trị nguyên của M các em có nhớ công thức đếm không? Đó là cuối trừ đầu cộng 1 các bạn nhá. Nhưng em không biết công thức đếm. Vì những cái đoạn nó bé 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 các em đếm nó nhanh. Nhưng mà cái đoạn ví dụ nó nhiều nhiều số lên đến mười mấy số ấy, các bạn đếm nhiều khi nó bị sót. Thì đây là công thức đếm này. Cuối trừ đầu cộng 1 bằng ngay cho thầy. Trừ 3 trừ đi trừ 9 là trừ 3 cộng 9 các bạn. Cộng 1 nữa ra bằng 7 giá trị. Được chưa? Tóm lại từ trừ 9 đến trừ 3 nó là có 7 giá trị nguyên. 7 giá trị mà nguyên. Đếm nó cứ lại không lệch phát nào luôn. Hay đi. Ok nhá các em. Ok nhá. Đó thì đây nó chính là câu số 2. Mình sang câu số 3 được nhỉ? Mình sang câu số 3 chưa? Được chưa? Sunny Dương 2D. Ok em ơi. Rồi, được chưa các bạn? Ok chưa? Tiếp tục nhá. Các bạn có theo kịp không? Phương thảo 2D rồi này. Hay quá em ơi. Huyền Trang 3B. Rồi, nhảy số cho cô A nhá. Nhảy số cô A nhá. Thế cô đi đếm xe tí nữa này.
Đó, xem bạn xe nhiều nhiều chưa? Có ba nhá. Giờ này chắc nhiều ông đang xem Elo à? Đây là giờ rồi. Tiếp tục đi kế. Tiếp tục đi. Quang fan 3B fan cứng luôn. Ok nhá. Có ba nó không hỏi, nó không phải đếm nữa. Đó, như bạn nào đang xem bạn chia sẻ nhẹ về tí nha các bạn. Chia sẻ lưu lại ôn tập nhá. Sau like thì ẩn đi các bạn không tìm lại được. Có ba nhá. Đó. Được chưa? Ok chưa? Ba bò. Ok nhá. Đó, cái đề hôm nay nó rất nhiều về thứ anh ho. Nhiều em thấy sợ tham số M, nhưng mà do các em chưa có sơ đồ thôi. Sơ đồ thì tổng hợp với các bạn rồi, các bạn làm ngon lắm. Đây. Đây vẫn là bậc 3 này, nghịch biến đúng không? Các bạn quen hệ chưa? Hệ số 2 đúng không? Hệ số 2 là nghịch biến trên R này. Đấy. A âm chưa? Delta đây nó là gì nhỉ? Nhỏ bằng 0 nhé. Chốt thử cái hệ này vào. Còn bạn nào muốn giải tự luận thì câu này thì chưa tự luận rất kỹ trong live VIP rồi. Đó, để các em hiểu bản chất đầy đủ. Sau đó thì các bạn mới úp công thức nhanh vào. Thì khi trắc nghiệm các bạn chỉ làm như này thôi. Chứ ngồi làm tự luận thì có mà chỉ còn cái nịt. bọn nó khoanh đáp án lâu rồi. Đúng không? A âm 1 phần 3 này. Nhỏ hơn 0. Được chưa? Delta nhá. Delta đây các bạn ra M bình này. M bình, B bình này đúng không? Trừ đi 3AC đúng không? 3 này nhân âm 1 phần 3 này. Nhân với C là 3M cộng 2 con ạ. Nhớ bằng 0. Thời buổi này nhanh tay thì còn, chậm tay thì thua con ạ. Rồi, cái này luôn đúng rồi nhé. Luôn đúng rồi em ơi. Nên ra M bình này. Trừ trừ là cộng đúng không? Đẹp trai quá nhỉ, 3M cộng 2 đấy. Nhớ bằng 0 thì cái này thì tổng bằng âm 3, tích bằng 2. Thì cái này nó sẽ là hai nghiệm là -1 đến -1 -2 đấy. M nó sẽ nằm trong cái đoạn từ -2 đến -1 các bạn ạ. Như thế này. Nghe các em nhẩm ra thôi. Bạn nào không nhẩm được thì con bấm máy tính thôi nha. Đã nào nhỉ? Đoạn từ -2 đến -1 em nhá. Con này phải ra B. Đó. Được không em? Ok không? Rồi. Đây là câu số 3. Câu 4 em nhá. Câu 4 này, đi M này. Đó, để cái hàm bậc 3 này. Đồng biến trên R. Được chưa? Nghịch biến chán rồi, mình quay về đồng biến tí các em. Nhớ lại người yêu cũ tí. Câu 4 này. Đó là hệ số 1 đúng không? Đó là đồng biến trên R thì các bạn tương đương cái hệ này. Đổi mỗi dấu A dương thôi. Delta thì vẫn vậy, nhỏ bằng 0 này. Tương đương nhé. 1 dương này các bạn, luôn đúng này. Được chưa? A1 này các bạn. Delta bằng B bình nó là âm 3M tất cả bình này các em. Trừ đi 3 A bằng 1, C bằng 0 các bạn ạ. C bằng 0. Vì cái này nó là cả đống này nó là hằng số này. Nó khuyết không x ấy. C bằng 0 nhé. Nhiều em đếm cái chỗ này này. Đếm C không hẳn hoi là toang đấy. Được chưa? Nên nó khuyết x. Nó là không x các bạn. Nhỏ bằng 0 này. Đấy. Và đây các em tương đương nhanh tốc độ cái 9M bình nhỏ bằng 0 thì cái này nó chỉ tương đương được với M bằng 0 thôi các bạn ạ. Một giá trị M duy nhất, đúng không? 9M bình nó không thể âm được. Âm làm sao được? Đúng không? 9M bình luôn lớn bằng 0 mà. Nó không âm, nó chỉ có bằng 0 thôi. Đấy, đẹp trai nhá. M bằng 0 các bạn ạ. À, sao các em? Câu này nó lỗi đề. Cái này nó là thêm x vào đây này các em ơi. Này thêm x vào đây này. Đấy. Cái này thì nó là đáp án khác nhá. Để cho con em sửa đáp án nó. Con này nó phải thêm x vào đây này. Nó là 3 nhân với 2m trừ 1. Đây, đáp án chỗ này có x đấy, chắc chắn có x chỗ này này. Đó. Nếu mà giống đáp án câu 4 thì phải ra bờ bằng 0. Được chưa? Ok chưa? Còn câu 4 chỗ này các em bổ sung x ở đây này. Sửa đề một tí xíu ở đây nhá. Đấy. Sửa đề đi. Thì các bạn xin ra thầy M bao nhiêu đấy. Sửa lại đề một tí xíu nhá. Đây là 3 nhân 2M trừ 1 x đấy. Cộng 1 thì cái delta các bạn giải ngược. Sửa đề nhá. Thì các bạn xin ra delta thầy này. Nó bằng
B bình thì vẫn là âm 3M tất cả bình này, trừ đi 3 lần này, A bằng 1 và C lúc này nó phải là bằng 3 nhân 2M trừ 1. Được chưa? Đó, con này nó thiếu x chỗ này. Ok, cái này đánh máy tính nó buồn ngủ tí thôi. Đấy, được chưa? Vẫn giải bất luân trình mới cho thầy nhá. Nó ra 9M bình này các em. Trừ đi đây là 9 này, nhân với lại bao nhiêu nhờ? 2M trừ 1 đấy, nhỏ bằng 0 nhá. Anh em tương đương với M bình này. Đó, trừ đi 2M cộng 1, nhỏ bằng 0. Cái này hẳn thức rồi, đúng không? M trừ 1 tất cả bình này, nhỏ bằng 0 này. Cái này cũng vậy thôi. Em nó không thể âm được, vì nó bình phương này, không âm. Nó chỉ xảy ra duy nhất bằng 0 thôi, tương đương M 1. Đó, thì em sửa đề bài một tí xíu đây nhá. Thêm x chỗ này vào thì nó ra đáp án C nhá. Được chưa? Ok chưa? 4 cờ nhá. Ok nhở? Nhảy số lên câu số 5 nốt. Nó là hết cái dạng số 1. Được không em? Đó, câu số 5. Nó là hết cái dạng số 1, mình sang cái dạng số 2 kia. Nó là trên khoảng bất kỳ này. Câu cuối cùng là trên R này các bạn. Đồng biến trên R nhé. Đấy. Được chưa? Ok chưa? Nhìn kỹ này. Thì vẫn là cái hệ thôi, đúng không em? Các bạn đã nhớ về cái hệ, về đồng biến kịch biến trên R chưa? Cắt sâu luôn nhá. A bằng 1 này, dương này, ok luôn đúng nhá. Delta này bằng B bình là âm 3 bình này, trừ đi bao nhiêu đây? 3 lần A bằng 1 này, C là bằng 3 nhân M cộng 1. Đấy, nhỏ bằng 0 nhỉ. Ok là tương đương này 9 nhé. Trừ đi bao nhiêu nhỉ? 9 tiếp, 9M cộng 1. Được chưa? Nhỏ bằng 0 này. Đó, thì tương đương với lại trừ M, đúng không? Bạn chia luôn cho 9 đi. Trừ M nhỏ bằng 0 thì cái này phải tương đương ngược lại là M lớn bằng 0 thôi. Được chưa? M lớn bằng 0 này ra D nhé. Đó là câu số 5. Được không em? Ok không? Nguyễn Hải 5D, ok, good job em. Được chưa? Ok là đúng luôn, đúng luôn. Rồi, đây, câu 6 dạng mới. Đấy, dạng mới, được không? Nó là đồng biến này, trên khoảng thứ hai dư vô cực. Đấy, nó khác R. Được chưa? Đồng biến trên khoảng bất kỳ này. Đây, các em chiếu cái sơ đồ này chưa? Đơn điệu trên khoảng bất kỳ thì đạo hàm này, cô lập M này, hoặc ca sô này, hoặc chia trường hợp này, thì theo thứ tự nhé. Nếu cô lập được M thì cứ cô lập M, không cô lập M các bạn thử ca sô, không ca sô được thì thử chia trường hợp. Được chưa? Đó, thì quan tuân theo cái sơ đồ này, cứ thế các em làm thôi, ngon lắm, bình tĩnh. Được chưa? Thì em chiếu nó vào đây. Đồng biến thì các bạn tính y phẩy trước nhỉ. Y phẩy trước bước 1 nhá. Nó sẽ ra được là bằng 3x bình nhé các em. Trừ đi đây là 6x và cộng đây là 4 trừ M. Được chưa? Đồng biến. Đồng biến thì điều kiện đây nó phải lớn hơn bằng 0 với mọi x lớn 2. Đúng không em? 2 dư vô cực là x lớn 2 này. Đấy. Đến đây các bạn thử cô lập M cho thầy xem, cô lập được không? Cô lập ngon quá. Các bạn chuyển M bên này này. Tương đương nhá. Chuyển trừ M bên này này, nó ra M sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 3x bình trừ đi 6x cộng 4 ấy. Với mọi x lớn 2. Được chưa? Cái này em đặt bằng fx ấy. Được chưa? Và lý thuyết một tí xíu này. M nó mà nhỏ bằng fx với mọi. Đấy. Thì cái này sẽ tương đương được M đây phải nhỏ bằng f min. F min nha. Tức là f nhỏ nhất ấy. Được chưa? Còn nếu này M lớn hơn hoặc bằng fx với mọi x thì cái này phải tương đương với M nhỏ bằng f max. F max tức là f lớn nhất ý. Còn lớn nhất ý. Cái này là nhỏ nhất. Được chưa? Ok là chưa các em? Các em hiểu đơn giản tại sao lại phải nhỏ thằng min.
Vì các em mới hiểu là trong tất cả các giá trị f ấy, nó nhỏ hơn cái thằng bé nhất thì tất nhiên nó phải nhỏ hơn mọi thằng khác rồi, đúng không? Và cũng tương tự, à, cái này phải lớn bằng chứ, thì viết ngược rồi. Đấy, thằng thứ hai, để m lớn hơn fx với mọi, thì các em chỉ cần lớn hơn cái thằng to nhất, đúng không? Lớn hơn thằng to nhất thì những cái thằng còn lại chắc chắn nó sẽ to hơn, vì mình đã lớn hơn thằng đầu sỏ rồi, thì mọi thằng khác nó đều bé. Ok ra chưa? Đây là nhỏ hơn hoặc bằng đúng không? Cái này tương đương cho thầy nhá. M nhỏ bằng f min với mọi x nhỏ hơn lớn 2. Và đến đây nó có hai cách giải quyết. Đối tự luận thì các em sẽ phải vẽ bảng biến thiên và kết luận. Bảng biến thiên nó kết luận như nào thì cái này trong lớp VIP thầy chữa các em rất là kỹ rồi. Còn cách thứ hai thì các bạn dùng table để giải quyết, các bạn tìm f min luôn. Thì cách caso thì các bạn làm nhanh hơn, cái này đi trắc nghiệm thì hay làm cách này, menu 8 nhé. Nhập cho thầy là 3x bình này này trừ đi 6x cộng 4 đó, và x lớn 2, các em cho nó chạy từ 2 đến 9 bước đều không phải 25 nhá. Đó, thấy chưa? Table fx này chạy từ 2 đến 9 này bước bằng 0,25 này. Đấy, cách chọn bước như thế nào, table như thế nào thì trong cái quá trình trong lớp VIP thì caso phải hướng dẫn các bạn chuẩn chỉ từng bài một rồi, đúng không? Tại sao ở đây bước 0,25 thì giải thích rất kỹ rồi nhá. Các bạn nhìn này, fx này khi x tăng dần thì nó cũng tăng dần từ 4 lên 5 lên 7 lên 10 này, 13 này, tăng. Đó, luôn tăng. Để chắc ấy. Vậy thì chỗ này các em sẽ có được f min bằng 4 tại x bằng 2. Chốt kèo nhá. Tương đương cho thầy m nhỏ bằng 4. Kết luận. Được không em? Ok nhá. Đó, vậy thì nó ra m nhỏ bằng 4. B. Ok chưa? Ok chưa? Hợp lý luôn nhá. Đó, câu 6. Đó, các em rõ cái sơ chưa? Bậc 3 chỉ có hai cái loại kiểu như thế thôi. Mình căn cứ vào từng dạng một các em làm. Câu 7 này. Câu 7. Nó rơi vào cái đề chính thức lần 2 năm ngoái. Nó khác mã đề một tí xíu. Đấy, nó khác mã đề một tí xíu. Nhá. Thì cái phần chỗ này này, các bạn để ý cho thầy nhá. Được chưa? Ok chưa? 6B. Đây rồi, cứ bình tĩnh từ từ em. Để đây rồi. Đó, câu 7 để cho các bạn làm. Ngồi đọc comment tí xíu nhá. Được chưa? Tiếp tục nhá. Ôi giời. Nhiều bạn giờ còn sớm. Được chưa? Giờ nhiều bạn còn sớm thì chỉ có còn cái nịt thôi các bạn ạ. Bọn nó học khô máu được lớp thầy nó còn sang cực trĩ rồi. Nhiều ông còn sớm. Trời ơi. Sớm thì giờ này chỉ có chặt bò đây em ạ. Hiền Trang. Ok, câu 7 nhá. Câu 7. Đấy, đồng biến trên khoảng 2 dương cực, nhớ chưa? Khác L chưa? Chốt rồi nhá. Chốt vào đây này, em sẽ có được ngay. Nào, các bạn cùng làm thầy câu số 7 chưa? Đạo hàm nhá. Y phẩy sẽ ra bằng 3x bình này trừ đi 6x cộng 5 trừ m, đúng không em? 5 trừ m. Đồng biến thì cái này phải lớn bằng 0 với mọi x lớn 2. Cái cô lập được không? Cái này thì gần giống câu 6 thôi. Em chuyển trừ m sang bên này nó ra m này. M nhỏ bằng 3x bình trừ đi 6x cộng 5 đấy. Được chưa? Em đặt bằng fx. Cái này em sẽ phải suy ra được ngay m phải nhỏ bằng f min với mọi x lớn 2. Được chưa? Tìm f min nhá các bạn nhá. M nhỏ bằng bao nhiêu đây? Vẫn là cái hàm đó, 3x bình trừ 6x cộng 5 cho nó chạy từ 2 đến 9 bước 0,25. Tại sao 2 đến 9 thì cái này thì giải thích riêng game trong một cái buổi caso rồi nhá. Đây,
Em sẽ thấy được khi x tăng dần từ 2 đến 2,25 này này, tăng dần. Fx nó tăng từ 5, 6, 8, 11, 14, 17. Đấy, tăng, đúng không? Luôn tăng nhá. Ok chưa em? Thì tóm lại là f min nó sẽ là bằng 5 đấy. F min bằng 5. Chốt sổ. 7 là nhỏ bằng 5. Cái này ra C các em nhé. Cái ra C. Được chưa em? Thế thôi. Câu 8, câu 9 này. Thì nó chính là cái mã đảo đi của đề lần 2 thôi. Đó thì các bạn cùng làm thêm vài câu cho nó bon tay nhá. Được chưa? Để các em quét được nhiều trường hợp hơn. Nó nhìn kỹ này. Có thể nói luôn là cái dạng này em nào nó cũng thi luôn ấy. Các bạn chẳng thể nào mà bỏ sót được nó cả. Nó là những cái dạng toán hay nhất trong hàm số rồi. Bỏ đi thì chẳng còn thi được cái gì nữa. Câu 8 này các em. Được không? Các bạn hiểu phần này chưa? Các bạn hiểu rõ phần này chưa? Quỳnh Như 7C này. Điện Trang 7C ok. Nhảy sang câu 8 luôn nhé các em. Tử Quyên 7C. Ok. Rồi nào. Tiếp tục em nhá. Ok được chưa nhỉ? Đó. Nhớ rủ nhau học nhá. Bạn bè thân thì phải rủ nhau học chứ đừng rủ nhau gọi là gì nhỉ? Đừng rủ nhau trốn học là toang đấy. Rồi, chốt vào câu 8 đi các bạn. Thì kèo vẫn vậy thôi. Khác R rồi thì y phẩy này. 7 8 9 nó là ba câu mà nó cân sức với nhau đấy. Cân sức với nhau luôn. Để nó gọi là đảm bảo cái tính công bằng trong các đề thi mà. Thì nó đảo mã đi thôi. Y phẩy nhá các bạn, xem kỹ này, 3x bình thôi. Trừ đi đây nó là 6x này. Cộng 2 trừ m đúng không? Nó thay số đi thôi mà. Còn độ khó nó như nhau. Đấy các em xem này. 789 nó cùng trong đề lần 2 năm ngoái đấy. Nhưng mà nó đảo cái hàm số đi. Độ khó nó đảo đi tí xíu thôi. Đúng không? Đó. Ok nhá. Đồng biến này đúng không? Đồng biến thì này lớn bằng 0. Mỗi x lớn 2. Được chưa? Đó, thì các phải phân biệt được lúc nào đồng biến trên R, lúc nào đồng biến trên các khoảng bất kỳ thì mình phải xét riêng rạch ròi ra nhá. Ok ok. Rồi, chốt nhanh thôi. Ở đâu nhỉ? À đây, câu 8 đây cơ mà. Đây, 8 đây các bạn nhá. Cái này thì rút nhanh thôi. M sẽ nhỏ nó bằng này. Bác bình trừ đi 6x cộng 2 này. Được chưa? Thì vẫn là tìm min đúng không? Tìm min em đổi cái hàm mới. Đây là cộng 2 này em. 2 đến 9 bước 0,25. F min các bạn thấy nó bằng 2 này. F min bằng 2 nhá. Tương đương M phải nhỏ bằng 2. Được chưa em? M nhỏ bằng 2. Câu này ra 8 là D. Được chưa em? Ok, câu 9 nhá. Câu 9 nhá các bạn. Đó, câu 8 câu 9 thì chữa nhanh thôi. Vì nó cùng dạng câu 7 rồi. Y phẩy này. 3x bình nhá. Trừ đi đây là 6x cộng 1 trừ m đúng không? Lớn bằng 0 vì đồng biến đấy. Được chưa? Với mọi x lớn 2. Thì cái này các em tương đương được nhanh cho thầy chuyển m sang, cô lập được mà. M nhỏ bằng 3x bình trừ 6x cộng 1. Đó. Cái này các em phải tìm min đấy. Các bạn tìm min nha. Các bạn sẽ có được 3x bình này trừ 6x cộng 1. Bước vẫn 2 đến 9 thôi. Cái này là f min đồng 1 này các bạn. Đúng không? Tăng dần từ 1 lên 2 lên 4 này. Đó. Ok nha. Đây bằng 1 đấy. Được chưa? Đấy, tương đương với m nhỏ bằng 1 thôi. Đó, cái quan trọng nhất em quét từ đâu này. Đề bài nó cho khoảng nào thì quét khoảng đấy thôi. Đấy, cái điều kiện quan trọng lắm đấy nha. X nhỏ bằng 1 thì cái này các em chọn đàn D tiếp này. Đó là câu số 9. Câu cuối cùng của dạng số 1 đó là bậc 3. Sau đó mình sang bậc nhất trược nhất nhá. Được chưa em? Ok chưa? Tìm tất cả trị của M để nghịch biến trên khoảng âm vô cực đến âm 1. Đó. Thì đề lần 2 năm ngoái nó lại trùng một dạng trong đề tham khảo năm 19 ấy kìa. Đó thế các bạn cứ làm những cái đề năm ngoái ấy, thì không trúng trước thì trúng sau các bạn ạ. Kiểu gì cũng có vài câu giống 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 như thế. Các bạn nhá.
Chốt kèo dạng 1 sang 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 hàm nhất biến đi nào các em. Y phẩy nha. Trừ đi 3 x bình này, trừ đi 6 2 là 12x, cộng với 4m trừ 9. Đó. Thì thường thường đầu năm các bạn thi kiểm tra đầu năm học các kiểu ấy, giáo viên trên trường rất là hay thích ra những câu trong những cái đề mà đã thi đại học rồi. Thì các em làm cái đề này kiểu gì các bạn trên lớp cam kết các em làm đề thi trên kiểm tra trên lớp kiểu gì gặp vài câu kiểu kiểu này, không lệch đầu được luôn. Đây là một bí mật nhá, chỉ những bạn xem livestream hôm nay mới biết thôi nhá, đừng nói cho ai biết nhé. Nhớ chưa? Ok ok. Hương Giang 9D, good job em. Được không? Ok không? Em ở thầy dạy trong lớp VIP rồi. Ở ngoài tường thì thầy hầu như là thầy ít dạy mấy cái phần nâng cao đấy lắm. Trong lớp VIP thì các em sẽ học chuẩn đầy đủ hơn. Khi nào thầy rảnh thì sẽ làm cho các em một buổi khác nhá. Hôm nay học tham số trước. Đợi cho em ơi. Nghịch biến này. Nghịch biến nhá, bạn xem kỹ này. Thì nghịch biến cái này đổi dấu đi thôi. Nghịch biến nhỏ bằng 0 em nhé. Đấy là nghịch biến. Đấy, với mọi x, cái này là nhỏ hơn âm 1 các bạn. Nhỏ hơn âm 1, đúng không? Âm vô cực đến âm 1 thì nhỏ hơn âm 1 đấy. Các anh em cô lập được không? Cô lập được đấy các em. Đó, các em giữ nguyên 4m này. Cái này nhỏ hơn hoặc bằng. Các em bế hết x sang bên này. Âm 3x bình thành 3x bình này, cộng với 12x này, cộng 9 này, đúng chưa? Ok là đấy nhở. Với mọi x nhỏ đã 1, cái này tương đương với 4m đây này, sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu kia? Nhỏ nó bằng f min đấy. Mọi x nhỏ đã 1, đúng chưa? Các tính f min này đi. Đổi cái hàm mới đi nào. 3x bình cộng với 12x cộng 9. Đó. Ở đây nhỏ đã 1 thì các em phải table nhá. Fx từ đâu? Fx các em cho nó chạy từ nhỏ âm 1, các em lấy từ âm 9 đến âm 1 và bước bằng 0.25. Đó. Tại sao những cái bài này thì đọc bước nó chuẩn nó nhanh như thế, các bước phải thay đổi linh hoạt đi. Thì cái này nó là có một cái quy tắc thì dạy các bạn đầy đủ một buổi ca sô riêng rẽ rồi, đúng không? Cả cái table mỗi cái bước quan trọng nhất. Các bạn không biết chọn bước thì nhiều bài các em làm sẽ không ra đáp án được. Rồi nhá, trừ 9 đến trừ 1 này em. Bước để 0.25 này, các bạn xem nhá. Tìm min nhá. Đấy, nó giảm chưa? Giảm này. Ôi giời, cắm đầu giảm chưa thấy. Chưa thấy điểm tin đâu. Đó, nó giảm về âm 3 này các em. Giảm về âm 3 rồi nó quay đầu nó tăng lên. Tăng lên đến 0. Vậy thì f min này bằng âm 3 đây các bạn. 4m phải nhỏ bằng âm 3 là tương đương m nhỏ hơn hoặc bằng âm 3/4. Được chưa em? Ok là chưa? Thì đây nó chính là đáp án A nhé. Đó. Các em làm nó phải chuẩn xác như này luôn. Đúng không em? Ok không? Rồi. Tử quên 10A, good job em. Đó nhá, thầy vẫn phải nhắc này, những bạn mới vào, các bạn nào mà chưa biết cái sự kiện tặng sách ở đầu livestream ấy. Đó nhá, thì các bạn nhớ này, mình sang dạng số 2. Sau dạng 1 thì nghỉ lấy hơi tí, ngồi đọc comment zip zip các em tí cho vui nhở. Các bạn xem nhá. Đây, dạng 2 hàm nhất biến này. Đó, chưa tham số m nhá. Đó, để chưa? Ok chưa? Đây, bạn nào mà chưa tham dự sự kiện ấy thì các em thực hiện 3 bước để cuối live stream các bạn đủ điều kiện. Đó, để cuối live thì trợ lý của thầy sẽ lọc comment và chúng ta thực hiện quay số tặng cái bộ sách của thầy nhá. Hiểu chưa? Ok nhá, ok nhá. Bạn nào mà học cái dạng số 2 rồi thì các bạn làm nhanh chóng vào câu số 11 cho thầy nhá. Để chúng ta bắt đầu chữa tiếp cái dạng nhất biến. Bậc 3 thì bỏ qua đi rồi. Quang Văn 10 ơi, ok em ơi. Bạn này quan học qua nhiều chưa? Giỏi quá. Bạn bè phải kèm nhau học, đúng rồi. Được không em? Giờ nãy còn rủ nhau xem ơ lôi. Xem cũng rảnh rồi em. Ok nhá. Thảo 11B. Rồi à, đợi tí thầy ngồi thầy xem là đếm được, xem lên nhiều nhiều xe chưa.
Đó các bạn xe nhiều nhiều vào nhá. Ôi mới được có 300 xe thôi các bạn. Hôm nay lên 400 xe đi kia. Nhìn cho nó kích thích thì bắt đầu phải chữa dạng 2 cho nó khô máu luôn. Nhá. Đá bóng tí xem em. Thời khắc quan trọng này. Đó, một tuần thầy bớt ra được cho các em có 1 tiếng. Được chưa? Bóng thì tuần nào cũng đá, ngày nào cũng đá. Nhưng mà thầy thế một tuần thì thế livestream cho các em được có 2 buổi. Mỗi buổi có 1 tiếng thì làm sao mà bỏ sót được các em. Bóng đá còn đá tiếng rưỡi. Đúng không? Một tuần thì chỉ live các em được có tuần 1 buổi, có tuần 2 buổi. Đấy. Được chưa? Thế nên là các bạn không thể bỏ lỡ được. Bóng đích có thể bỏ lỡ, nhưng mà like thầy thế bỏ lỡ là phí nửa đời người đấy các bạn. Không được. Không được. Nhớ chưa? Đó, bóng có thể xem lại. Đúng không? Thu Hà 11B này. Hôm nào mà có trận Việt Nam thì thầy sẽ like sớm cho các em để xem. Nhưng mà lô liếc các kiểu các ông cũng cứ đòi xem bóng thì làm sao mà đỗ đại học được. Cái gì cũng muốn. Đúng là con người tham lam. Đúng không? Đó. Một tuần các em xem biết bao trận bóng. Ngày nào các bạn xem chả có trận. Không Euro thì World Cup, không World Cup thì FIFA này. Đấy. Rồi là giải ngoại hạng Anh này. Úi giời ơi, có mà. Em mà ngồi em xem bóng đá em xem cả năm không hết. Thế thì làm sao mà có 10 điểm toán được. Nhưng mà một tuần thì thấy live có 1 tiếng duy nhất. Các em phải biết cái gì quan trọng. Đúng không? Thầy nói đúng không? Chuẩn luôn. Đúng không nhỉ? Sợi. Hợp lý, hợp lý. Phương Thảo 11B đã hết người chia sẻ. Lớp gì em? Thôi này. Đấy. Thì bạn nào chưa thực hiện 3 bước nhớ thực hiện đầy đủ nhá. Để cuối live thì quay số luôn. Cho nó còn 10 câu cuối của dạng số 2 thì chữa nhanh tốc độ không muộn mất. Tí còn thể vào lớp VIP chữa không muộn mất. Câu 11 này các em. Đây là thuộc dạng nhất biến nhá. Nó cũng chia làm hai loại như hàm bậc 3 cái. Hàm nhất biến này. Đó, nó có dạng là y bằng ax cộng b cái, chia c cộng d này. Đấy. Đây nó gọi là hàm nhất biến các bạn nhá. Nhớ chưa? Và nhớ này, nó cũng có cái sơ đồ như sau. Đó. Thì đơn điệu này các bạn nhớ này. Đơn điệu này. Trên này các khoảng xác định này. Đó. Và đơn điệu trên khoảng bất kỳ. Đó. Thì các em cũng nhớ thầy ngay. Đơn điệu trên khoảng xác định thì nó cũng chia ra hai loại là đồng biến và nghịch biến. Đúng không? Đó, đơn điệu trên các khoảng xác định thì các em chỉ cần nhớ thầy đúng một điều kiện duy nhất. Một điều kiện duy nhất, nhớ chưa? Không phải hệ hết gì cả. Cái này còn dễ hơn bậc 3 luôn. Nhìn kỹ này. AD trừ đi BC dương hẳn nhá. Không có bằng không bằng kiếp gì cả nha. AD trừ BC dương. Nghịch biến này thì AD trừ BC âm. Ngắn gọn cho em, ngắn gọn cho. Còn trên các khoảng bất kỳ cũng vậy. Trên khoảng bất kỳ cũng vậy. Được chưa? Cái này cũng có một cái hệ mới. Cái này không phải cô lập, cô liếc gì cả đâu các em ạ. Cái này không phải cô lập. Thì cũng vậy, đồng biến. Đó. Khoảng này thầy gọi là khoảng AB đi. Được chưa? Khoảng bất kỳ AB. Nhá. Thì đồng biến thì cái này nó lại có cái hệ con ạ. Đó là AD trừ đi BC dương. Và nó thêm một điều kiện nữa so với lại các khoảng xác định, đó là gì? Nghiệm của mẫu nó là x0 nhá. Bằng trừ d trên c các em. Nó sẽ không được thuộc cái khoảng AB. Đó, và nghịch biến các bạn nhớ thầy đúng cái sơ đồ này làm được ngon lành thôi. Đó là cái hệ AD trừ BC này các em. Âm này. Đấy. Và x0 này các bạn nhá, nó bằng gì nhỉ? Trừ d trên c này. Cũng không thuộc cái khoảng AB đâu. Đó. Nhớ mấy cái hệ này để giải quyết sơ đồ trong cái hàm nhất biến nhá. Có một số cái bài toán về tham số bờ mà các em phải tuân theo cái sơ đồ này để làm cho nó chuẩn nhá.
Được chưa? Bây giờ thì ký hiệu đây là 1, 2, 3, 4 đi. Đó, để khi nào vào dạng nào thì chốt cái hệ đấy vào nhá. Áp dụng được chưa em? Áp dụng được chưa? Đây, nhìn kỹ này. Đây, con số 11. Đây là một cái hàm bậc nhất, chiều nhất này. Có dạng này này, x này, đây nó là a này. Đây nó là b này, đây nó là c này, đây nó là d này. Đấy. Được chưa? Đây là a nhá. Được chưa các em? Đồng biến trên các khoảng xác định chưa? Cạn soi cái hệ số 1 ấy. Tương đương AD trừ BC. Được. Đẹp trai chưa em? M nhân trừ M giá trừ M bình. Được chưa? Trừ đi BC. Trừ đi trừ BC là cộng này. 2M cộng 3. Được chưa? Đó. Trừ 2M trừ 3 nhân với 1. Dấu âm là ngoài nữa, còn đổi dấu là xong. Lớn không? Được không em? Cái này em bấm máy tính ra khoảng nghiệm ngày mà. Menu đây này. Trừ này, 2 này. Ok chưa các em? Lớn không số 1 nhá. Âm 1 này. Đấy, 2, 3 đúng không? Khoảng từ trừ 1 đến 3 chưa các em? Tương đương M lớn hơn trừ 1 nhỏ hẳn 3 nhá. Và nó để hỏi số phần tử của S đúng không? S là tập hợp các giá trị M nguyên. Nguyên của M này, này. Đấy. Thì từ trừ 1 đến 3 có giá trị nguyên nó là gì nhỉ? 0 này, 1, 2. Vì không lấy dấu bằng. Không lấy dấu bằng. Các sẽ có được 3 trị M nguyên. Cái này ra B đấy. Các đếm chuẩn nhá. Đếm không đơn giản đâu các em. Được chưa? Ok nhá. Rồi, con số 12 này các em. Trong đề năm 17. Đấy, đề chính thức là 17. Một câu nó hỏi đồng biến ấy, còn lại nó hỏi nghịch biến thôi. Đấy, trên các khoảng xác định này, những cái từ quan trọng các em nên bôi mực đỏ vào, nhìn cho nó rõ. Đây, nghịch biến trên các khoảng xác định chưa? Chốt hệ số 2 vào nhá. Các bạn sẽ có được AD trừ BC này các em. AD trừ BC này, nó sẽ phải âm. Đây là 12 nha các em nhá. Tương đương này, M bình trừ đi BC là 4M nhân 1 bằng 4M. Được chưa? Âm. Các em nhẩm nhanh trong khoảng nghiệm đấy. Bạn nào mà không nhẩm được thì tự bấm máy tính câu này nhé. Các em sẽ có M lớn 0 nhỏ 4. Và các em sẽ ra được ngay 3 trị M nguyên ấy. Nó là 1, 2, 3. Chưa? Số phân tử của F này. 3 là trị C. Nhá. Đấy là câu số 12. Câu 13 đi các em. Câu 13 trong đề Hoa Nư Linh Bình năm 18. Đó. Được chưa? Ok chưa? Đấy, nó hỏi bao nhiêu số M nguyên này. Để cái thằng này nó cũng đồng biến trên từng khoảng xác định. Cái này là điều kiện số 1 đúng không? Tương đương luôn nhá. Cái này nháp luôn ở đề luôn. AD trừ BC. Dương chưa? Các bạn quen phần này chưa? Đó. Nó sẽ ra tương đương bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Trừ M nhân với lại M cộng 1 này. Đó, trừ M bình trừ M này. Đó. Trừ đi BC. Trừ BC là trừ đi trừ 2 cộng 2 các bạn ạ. Dương. Bất trình này thì mình lại kiểm tra máy tính ra ngay thôi. Hệ số là âm 1, âm 1, 2. Các em sẽ ra được M nằm trong khoảng từ trừ 2 đến 1. Nhọn 1 nhé. Đây là đáp án này. Được chưa? Hỏi số giá trị M nguyên thì chúng ta lấy âm 1 vì 0. Hai trị rồi các bạn ạ. C tiếp. Được chưa các em? Ok nhá. Mình sang 14. Đấy, 14 chưa các em? Nguyễn Quang 13C, Phương Thảo 13C, ok em ơi. Đó, các bạn thấy phần này sơ đồ đẹp trai chưa? Dễ hiểu chưa? Cứ từ từ làm thôi. Đúng không? Ngon sớt luôn. Tiếp tục nhá. Tiếp tục nha các bạn nha. Nhìn kỹ này. Con này không đề sở Bắc Giang. Đấy, Bắc Giang đang dịch đúng không? Đó, đây các bạn nào đang học Bắc Giang không? Để Bắc Giang năm nào cũng khó luôn các bạn. Năm nào thì chữa để Bắc Giang thi các kiểu để Bắc Giang năm nào cũng khó. Năm nay còn bị dịch nữa, chả biết được. Khả năng năm nay 2K3 đang dính đợt 2 cái. 2K3 đang dính thi đợt 2 đấy các bạn ạ.
Được chưa? Ok chưa các em? Đó, thì 2K1 thì rồi hai à quên. 2K4 thì chưa biết như nào, 2K3 năm nay thi hai đợt các em ạ. 2K3 năm nay khả năng thi hai đợt, bạn nào mà dính cái đợt dịch ấy, vừa phải thi sau này. Đề khả năng thi đề đợt 2 còn khó hơn đợt 1 các bạn. Năm ngoái đề lần 2 khó hơn đề lần 1 đấy. Thực sự vẫn thể chữa đề lần 2 để đánh giá đề lần 2 khó hơn lần 1. Đen đủ đường các bạn ạ. Châu chậm thì chỉ có húp nước đục thôi. Thế nên là thôi, cố gắng lên các bạn nhá. Các bạn học tập xong sớm chương trình đi. Để khi nào mà nó có một số cái đổi của bộ ấy thì chúng ta cũng có thể là thay đổi đi được. Đúng không? Rồi, ok, có 14 này các em. 14 nha. Đây, nó vẫn hỏi mờ nguyên để hàm nhất biến này. Nó gọi là đồng biến trên quả xác định nhé. Những cái từ quan trọng các em gạch to nó vào, làm cho nó nhanh. Vẫn là AD trừ đi BC nó phải dương đúng không? Đó, cái sơ đồ các bạn nắm được, các bạn làm nó nhanh lắm. Chả nhầm được đâu. Đây, AD đây nó bằng 4 này. Trừ BC là M bình dương này, đúng không? Tương đương với M nằm trong đoạn thì trừ, nằm trong khoảng thôi, cái này khoảng thôi. Khoảng thì trừ 2 đến 2 đấy. Được chưa? Trừ 2 đến 2 thì các em lấy là 3 trị thôi. Cộng trừ 1 thì 0. C này. Đó là câu số 14 nha các em. Được không em ơi? Ok là luôn nhỉ? Hợp lý nhá. Rồi mặt cuối đi em. Mặt cuối đi. Các có nhìn rõ không? Đấy, câu 15. 5 câu đầu nó là 5 câu về đồng biến trên các khoảng xác định. Còn 16 này đề tham khảo năm ngoái này. Sang các khoảng bất kỳ này các. Chốt nốt câu 15 nhá. Để mình sang cái dạng tiếp theo. Được không? Đấy, 15 các bạn nhìn kỹ này. 15 các bạn nhìn kỹ này. Nhìn kỹ nhá. Đây nó là nghịch biến này trên các khoảng xác định này. Đó. Thì nó là 15 thì nó tương đương với cái hệ nó là AD trừ BC đúng không các em? Nó phải âm hẳn luôn ý. Tương đương luôn nhé. 1 này. AD bằng 1 đúng không? AD bằng 1. Trừ đi 2 trừ M. Trừ đi 2 trừ M nó là cộng với M trừ 2. Nhọn không? Đó. AD trừ BC như thế này. Và các em tương đương được với M nhọn 1 thôi. Đúng cho em. Ok nhá. M nhọn 1 cái hốt D luôn này. Câu này nó không hỏi giá trị M nguyên. Ra chọn luôn. Được không? Đây, 16 trong đề tham khảo năm ngoái. Để tham khảo năm ngoái nhé. Đó. Thì nó vẫn là đồng biến. Các bạn nhìn kỹ để ý vào này. Thì em cứ nhớ mang máng. Xong rồi. Cuộc đời rồi cũng thành lợn thôi. Xem để ý nhá. Đây nhá. Nó bảo đồng biến trên như cái khoảng bất kỳ này. Phải phân biệt rõ đấy, khác nhau mỗi tí xíu. Xong là đứa đỗ đứa trượt đấy. 16. Đó. Nhìn kỹ này. Đây nhìn kỹ chưa? Đây, đồng biến trên cái khoảng bất kỳ AB này các bạn. Cái hệ này này. Nó giống nhau điều kiện thứ nhất, nhưng nó bonus thêm cái thằng điều kiện thứ hai nữa. Điều kiện thứ hai đó là cái x0 ấy. X0 nó xác định bằng nghiệm của mẫu này kìa. Nghiệm của mẫu. Nó không được thuộc cái khoảng đề bài nó cho. Nhớ chưa? Tại sao lại không thuộc? Tại sao lại ra cái hệ này? Thì bản chất tự luận các em được học rất kỹ trong lớp VIP rồi. Đấy thì đã chữa chi tiết tất cả các dạng trong lớp VIP đầy đủ từng tí một về lý thuyết rồi cả tự luận rồi cả cao sâu bản chất luôn đúng không? Đó các bạn xem kỹ nhá. Thầy đã giải thích cho các em từng công thức một. Đúng chưa? Ok chưa? Tại sao lấy dấu bằng, tại sao không lấy dấu bằng thì có rất rõ rồi. Thì trong quá trình ôn tập trên page ấy, thầy chỉ áp dụng cho các em được những cái phần này vào để các bạn làm nó tốt hơn và tốc độ hơn thôi. Được chưa? Vì thầy không có thời gian để nhắc lại lý thuyết từng tí một như trong lớp VIP. Thì một lớp VIP các bạn học một tuần 4 buổi cơ, thì chúng ta sẽ có được nhiều thời gian hơn. Đây, bạn xem kỹ này. Bạn xem kỹ này. Thì chốt thầy cái hệ vào nhá. Đây là hệ số 3 đúng không? Đồng biến trên khoảng bất kỳ này. AD trừ đi BC nó sẽ phải
dương đúng không, đồng biến. Nghiệm của mẫu lấy không này, nó không được thuộc cái khoảng không cái dương cực đó, thì tương đương cho thầy đi, AD trừ BC đó là trừ M bình này, em trừ M bình, trừ đi trừ 4 là cộng 4 đấy các bạn, dương được chưa. Điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, nghiệm của mẫu này thì trừ M các bạn ạ, A bằng M luôn, nghiệm của mẫu là bằng M luôn nhé. M này nó không được thuộc cái khoảng từ 0 đến dương cực ấy. Chưa? Đấy, các em tương đương được luôn. Bất phân trình này các bạn nhẩm nó cũng ra luôn ấy, trong khoảng trừ 2 đến 2. Đó, trừ 2 đến 2. Có thằng này này, các bạn để ý này, M không được thuộc nhá, cái này không thuộc đâu. Chưa? Các bạn nhìn kỹ này, 0 đến dương cực này. Đấy, thấy chưa? Cái M này nó không được chui ở đây. M không được thuộc cái khoảng từ không dương cực, tức là gì? Nó lấy từ không đổ lại. Không đổ lại, hiểu chưa? Tức là M đây phải nhỏ bằng không. Đúng chưa? Đó. Và các em kết hợp điều kiện này vào thì các bạn nhẩm nhanh thầy cái. M lớn hơn trừ 2 hoặc là nhỏ bằng không nhé. Đây là nửa khoảng. Ok chưa? Nửa khoảng nhé, từ trừ 2 đến 0. Thì những giá trị nguyên đúng không? Giá trị nguyên các em lấy từ trừ 1 và 0 thôi. Hai chị nhá. Còn nhà D đấy. Đấy. Đọc có đếm 2, 3, 4, 5. Đếm không cẩn thận là thôi bốc đất. Đó thì cái đề, những cái đề lần 1, lần 2 để tham khảo này này. Đó. Thì các bạn nhìn kỹ chưa? Đề năm 20 đã nâng cấp lên so với này, mấy năm trước rồi. Đúng không? Mấy năm cũ nó hơi thô sơ tí, nhưng mà nâng cấp dần lên thì đề nó khó dần lên. Câu 17 em nhá. Câu sau thì các bạn đã quen dạng rồi, chữa nhanh hơn một tí nhá. Sơ đồ các bạn cứ thế mà các bạn chốt là thôi. Nào, đồng biến này, trên khoảng này này, AD đúng không, trừ BC dương này, thêm một điều kiện nghiệm của mẫu là x0, nó không được thuộc cái khoảng từ âm vô cực đến âm 7, đúng không? Đừng đường luôn nhá. AD trừ BC nó là M trừ 4 các bạn ạ, dương này, cái này ngon quá nhở. Nghiệm của mẫu là nó là âm M, không được thuộc cái khoảng này, âm cực đến âm 7 này, tương đương với đây nó là M, đây là phải lớn hơn 4, được chưa? Trừ M đây này, không thuộc khoảng này thì trừ M nó phải gì nhở? Anh em có thể nháp nhanh qua qua, trừ M đây nó sẽ phải là lớn hơn hoặc bằng trừ 7 đấy, hay nói cách khác là M đây phải nhỏ bằng 7, có hiểu chưa? À, tương đương luôn, M lớn hơn 4 và nhỏ bằng 7. Nửa khoảng từ 4 đến 7 thì cái này các em chọn được B nhé. Đúng không? Từ từ các em làm thôi. Đúng chưa? Chúng ta còn 3 câu nữa này. Tha hồ cho các em gọi là tự tin khoe cá tính. Phạm Ly 17B. Được chưa? Đó, các bạn cứ từ từ làm thôi, không sao đâu, không cần phải quá nhanh chóng đâu. Nhiều em trong đề thi ý, đi thi các bạn cứ bị gọi là ép mình làm quá nhanh ấy. Nhiều khi mà mấy cái phép tính cơ bản ấy, nó lại bị chậm. Đó. Cách làm nhanh nhất ấy, đó là cái phương pháp các em làm đúng ấy, thì nó sẽ là phương pháp nhanh nhất, không bao giờ bị chậm thời gian cả. Chứ còn thứ nhiều em bị một cái sai lầm này, để ý nhá, những cái lỗi mà hay mắc phải thì phải nốt vào cho các em đấy. Đó, chỉ có luyện đề nhiều các bạn rút ra kinh nghiệm sai lầm. Hai cái mà các em hay đi thi hay mắc phải, để ý này. Thứ nhất đó là gì, nhìn kỹ nhá. Thứ nhất là các em hay bị đọc quá nhanh, thiếu giả thiết, hoặc là bị bẫy đấy. Thế nên là gì, các bạn tiết kiệm thời gian gì cũng được, nhưng riêng đọc đề thì phải đọc chậm và kỹ vào. Không nhanh chậm gì nhiều cái câu đọc nhanh hay là đọc chậm. Đó. Cái này mà nó làm một cái thói quen. Nhiều em không để ý cái này đâu, nhưng mà nó quan trọng cực kỳ đấy. Nhá. Nhiều em cứ đi thi bảo thầy, nhưng mà em thi em làm đúng nhưng mà kết quả em khoanh trượt. Thì đó là các em đọc đề quá nhanh đấy. Cái này không được làm nhanh. Muốn làm nhanh thì các bạn đã phải tối ưu phương pháp ấy. Phương pháp và kỹ năng, chứ còn đừng đọc đề quá nhanh nhá. Thứ hai,
Được chưa? Thứ hai là các em đừng ép mình làm quá nhanh. Được chưa? Bị em đi thi cần hay bị ép mình làm quá nhanh ấy. Ép làm nhanh dẫn đến là gì nhỉ? Dễ sai ngu. Người ta gọi là sai ngu ấy. Đúng không? Được chưa? Đó. Ép làm quá nhanh nó sẽ bị gò bó và các em sẽ không thoải mái. Được chưa? Không thoải mái, không thỏa mãn. Đó, không tự tin thì các bạn làm dễ bị sai ngu. Đấy. Hai cái lưu ý này cần nhớ kỹ nhá. Tiết kiệm gì cũng được nhưng mà đừng tiết kiệm hai cái này. Hai cái này phải xả láng đi các bạn ạ. Nhớ chưa? Nhá. Đừng tham bát bỏ mâm nhá. Rồi. Ok, ba câu cuối để chốt nhanh này. Ba câu cuối chốt nhanh nhá, tốc độ nha các bạn. 18 này. Nhớ chưa? Đây. Đồng biến âm vô cực đến âm 8. Đó là những cái phần mà đảo mã đi của đề lần 1 thôi. Đúng không? Các em đã quá quen rồi. AD trừ BC nó là M này trừ đi 5. Đúng không? Ok chưa? Các bạn xem kỹ nhá. Ok, nhỏ hẳn không nhá. Cái này phải dương. M trừ 5. Dương này. Nghiệm quả mẫu là trừ M nhá. Không được thuộc cái khoảng từ âm vô cực đến âm 8. Đã. Các bạn tương đương thấy cái hệ này nhá. M đây phải lớn hơn hẳn 5. Và trừ M ở đây này, nó sẽ phải là gì nhờ? Lớn hơn hoặc bằng âm 8 đấy. Và các em kết hợp được vào là M lớn hơn 5, nhỏ bằng 8. Được chưa? Câu này nó sẽ ra được là đáp án B. Ok là nhá. Rồi tiếp tục sang câu số 19 đi các em. 19, 20 nó cũng là những cái câu mà trong đề lần 1 năm ngoái thôi. Nó đảo mã đi một tí xíu, bạn quen tay thì bốc biển nhanh luôn nào. Tốc độ luôn nào. AD trừ BC nó là M trừ 2 này. Đồng biến thì là dương này. Nghiệm của mẫu là trừ M không được thuộc cái khoảng từ âm vô cực đến âm 5 này. Đó. Thì các bạn nạp nhanh nhá. M lớn 2 này. Và đây nó là gì nhờ? Trừ M đây này. Trừ M đây nó sẽ phải là lớn hơn hoặc bằng âm 5. Chốt kèo được là M lớn hơn 2, nhỏ bằng âm 5. A nhỏ bằng 5 chứ. Nửa khoảng từ 2 đến 5 nhá. 19A. Được chưa? Ok. Sang câu 20 câu cuối cùng rồi. 20 câu cuối cùng rồi. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cái sự kiện quay số tặng sách cho các em nhá. Được chưa? Giờ em còn trụ lại đến thời gian này hóng sách lắm rồi đúng không? Đó. Sách thì thầy không còn nhiều, chỉ còn có 10 bộ để làm sự kiện các bạn thôi. Thì quay số được thôi chứ không làm sự kiện trên group được nhá. Rồi các bạn xem kỹ này. Các bạn xem kỹ này. Đó, thì chốt thôi. AD trừ BC này, đồng biến thì dương. Khoảng bất kỳ, nghiệm của mẫu nó là trừ M nó không được thuộc cái khoảng âm vô cực đến âm 6. Thì cái này chốt nhanh như nhỉ. M trừ 3 dương này. Trừ M ở đây này nó sẽ phải là lớn hơn hoặc bằng trừ 6. Tương đương được là M lớn hơn 3 và nhỏ bằng 6 nhé. Đó. Thì những cái câu cuối này nó sẽ cùng cái độ khó thôi. Nó chỉ đảo cái hàm số đi, đảo số đi cho các em thôi. Thì câu này nó chính là đáp án A tiếp này. Được không em? Hợp lý nhá. Ok ra nhá. Được chưa? Bạn nào mà chưa rõ cái cách dạng số 2 này này thì các em chép cái sơ đồ này vào. Nó là cái sơ đồ để xuyên suốt những cái dạng toán cuối cùng này đấy. Cho các em ôn tập cho nó tốt nhá. Được chưa? Bây giờ thì nó sẽ tiến hành cái chương trình quay số gà nhá. Bạn nào chưa thực hiện đủ 3 bước không? Đấy, thì cho các em 2 phút nhá. Cho các em 2 phút. Bạn nào mà chưa thực hiện đủ 3 bước này thì bạn nhanh chóng thực hiện 3 bước để thầy bắt đầu quay số này. Được chưa? Trước khi quay số thì thầy có thể giới thiệu qua các em về lớp VIP một tí xíu. Đó, lộ trình ôn sớm lớp 12. Đó. Nha. Cho những bạn nào mà chưa biết về cái lộ trình học trong lớp VIP của thầy. Được không? Ok không? Rồi nhìn kỹ nhá. Đây, các xem kỹ này. Thì trong nhóm ấy, các sẽ có được cái lộ trình học nó sẽ rất là chuẩn như sau. Đây, các xem kỹ nhá. Đấy, trên lớp thì mỗi bạn đăng ký học ấy, các sẽ có được một cái số báo danh.
Đó, thì sẽ điểm danh thường xuyên từng buổi học một này. Đó, khi nào các em học có điểm số chấm thi kiểm tra đầy đủ hàng tuần một bài tập. Đấy, thì đây, thì nó có từng tab một. Đầu tiên là cái lịch học đại số riêng. Thì đây, trong quá trình mà thầy bấm máy tính ấy, thì nó sẽ có riêng ba cái video hướng dẫn các em, gọi là hướng dẫn hiểu sâu sắc về máy tính, từng tính năng một các bạn bấm cho nó chuẩn chỉ như thế nào. Được chưa? Tiếp tục này, lịch học về hàm số này. Đó, thì nó chia từng buổi một luôn ấy. Buổi về đơn điệu này, lý thuyết và các dạng bài tập tự luận này, thì nó học riêng 4 buổi. Đó, tiếp theo các em sẽ có được những cái dạng toán theo mức 5, 6 và 7, 9 riêng biệt này. Đấy, thì các em có thể là chạm phần đề này. Đó, thì chưa đâu thì cập nhật livestream đến đấy cho các em luôn. Cắm chạm phần đề này sẽ có đây này. Đó, đây. Thì các đề trong lớp VIP, tài liệu lớp VIP thì nó sẽ khác hẳn với tài liệu ngoài page luôn các bạn ạ. Ngoài page thì bạn chỉ học nó gọi là sơ cấp thôi. Còn trong nhóm thì con học được chuyên sâu từng dạng một ấy. Đây, trong lớp này thì nó sẽ có đầy đủ lý thuyết từng dạng một này. Đó, mỗi dạng này chữa các em rất nhiều bài tập luôn. Nó đầy đủ tất cả các phiên bản luôn ấy. Đó, rồi là đầy đủ tất cả các bẫy này, đầy đủ tất cả những cái phần mà nó. Ngoài page thì chúng ta sẽ chỉ chữa đại diện được một vài câu cơ bản nhất thôi, để các em nắm được sơ qua thôi. Còn trong nhóm thì nó sẽ cày chuyên sâu hơn này, nhiều dạng khó vận dụng cao hơn này. Mỗi dạng các bạn học đây này, dạng thứ nhất này. Đó, các em được học hai mấy câu này. Đó, được chưa? Dạng số 2 này. Được chưa các em? Dạng số 2 và dạng số 3 này. Đó, tài liệu mỗi dạng nó rất nhiều các em ạ. Đó, dạng số 3 nó ra 26 câu ấy. Dạng số 4 thì chắc là làm thầy sẽ không ai ngoài pết được, vì dạng số 4 nó là cái dạng đặc biệt này, đấy. Một số cái hàm lạ này, đấy, chứa lượng rác này. Đó, thì chúng ta sẽ có được riêng. Tất cả câu này đều để lao chim chữa chi tiết cho các em luôn. Các dạng nó sẽ đầy đủ chuẩn chỉ hơn. Ngoài page thì chỉ chữa mỗi dạng đại diện các em được tầm khoảng 5 đến 10 câu. Đó. Ngoài ra thì các em còn có file giải chi tiết bên cạnh nữa này. Tất cả tài liệu trong nhóm đều có giải chi tiết cho các em nhé. Đó, để các bạn tham khảo lời giải trình bày đầy đủ như thế nào. Đây, file giải chi tiết trên lớp VIP thì nó sẽ có đầy đủ luôn cho các em. Tài liệu giải chi tiết nó hơi nặng ấy, nó loát hơi lâu đấy. Đấy chưa? Đó, câu này trình bày các bước như nào này, tập xác định người này đấy, thì nó sẽ hướng dẫn đầy đủ của các em cách trình bày chuẩn chỉ nhá. Ngoài ra thì các bạn đang được tặng khóa đây, khóa vận dụng cao này, đấy, lịch học vận dụng cao riêng theo chủ đề một, đơn điệu hàm số này. Đây, nhiều em hỏi hàm hợp các kiểu đây này, thì có riêng lịch học vận dụng cao luôn. Cái này rất ít khi thầy like ngoài page. Đây, vận dụng cao nó có hàm hợp này, đấy, hiểu chưa? Hàm hợp các em sẽ có được riêng vận dụng cao ngoài nhóm. File nó hơi nặng thì các bạn loát nó hơi lâu. Đó, điện thoại thầy nó hơi cùi bắp thì đó, thì đây nó dựng một số cái hàm hợp này, đấy, các bạn xem kỹ nhá. Được chưa? Đó, những cái đồ thị về hàm hợp này, phương trình hàm hợp này, đó. Thì trong đây nó có hết cho các em luôn, không thiếu cái dạng nào cả. Lịch học riêng về hình không gian này. Đấy, lịch học riêng hình không gian riêng, đại riêng, vận dụng cao riêng này. Bạn nào yếu hình thì có khóa mất gốc hình không gian cho các em. Đó, bạn nào mà muốn cày sớm lớp 12 trong hè, có bộ 80 video lớp 12 cho các em cày trong hè luôn. Đó, để các bạn xong sớm chương trình lớp 12, tất cả các video lớp 12 có hết. Đó, để các bạn cày sớm lớp 12 trong hè cũng có. Học chuẩn chỉ theo lộ trình livestream cũng có luôn nhá. Đây là cái lớp VIP để chúng ta ôn tập. Hiện tại thì các em đăng ký thì các bạn sẽ có được đây. Hiện tại thì các bạn đăng ký thì chúng ta sẽ như sau. Hiện tại các bạn được đầu năm các em đang được sale 50%, giảm từ 1.800.000. Đó, 1.800.000 các em được giảm chỉ còn 900.000 thôi. Đó, được chưa? Chỉ còn 900.000 các bạn học toàn bộ kiến thức lớp 12 luôn. Được chưa? Mà các em được tặng kèm những cái gì? Tặng kèm bộ sách của thầy này, trị giá 200.000 của. Được chưa? Và được tặng kèm khóa vận dụng cao này, trị giá 900.000.
Các em được học riêng lộ trình vận dụng cao, riêng một lịch. Đấy, các em được học riêng mất gốc hình không gian. Đó, những bạn nào mà mất gốc hình không gian. Được chưa? Đó thì bạn nào mà đang mức 5-6, các em có riêng lịch học mức 5-6. Bạn nào mức 7-8 thì học riêng mức 7-8. Bạn nào mức 9 cộng thì có riêng có vận dụng cao nữa này. Đấy, để các em có thể là mọi yếu tố các bạn đều theo kịp được luôn. Mọi mức các bạn đều theo kịp lộ trình học nhá. Trong nhóm thì các bạn sẽ có được cái hỏi bài nữa này. Thì có nhóm mét hỏi bài, các bạn rủ nhau học vui lắm. Đây, thì có thể sâu các bạn nhóm học đây này. Đó, được chưa? Ok chưa? Trên nhóm này, bọn nó rủ nhau học này. Được chưa? Ok chưa? Đây, lấy cọc 9:30 này. Còn 10 phút nữa là chuẩn bị thầy vào lớp viết rồi. Đó, thì chúng ta có thể là trên đây thì bọn nó rủ nhau học này. Có trợ lý của thầy hỗ trợ hỏi bài luôn nữa. Thì các bạn sẽ có được động lực học tốt hơn. Vui lắm nhá. Đây là các bạn thầy gọi là cái động lợn 2K4. Bạn đăng ký các bạn inbox thẳng cho thầy nhá. Inbox sau live stream. Đó, bạn nhắn tin inbox thẳng cho thầy sau live stream thôi. Được chưa? Ok chưa? Để các em được tặng kèm toàn bộ cái ưu đãi này. Ưu đãi này sẽ áp dụng đến hết 15 tháng 6 nhá. Sau 15 tháng 6 các bạn sẽ không được tặng những cái bộ quà giá trị này nữa. Thì các bạn inbox thẳng cho thầy luôn nhá, để được tư vấn riêng về cái lộ trình học. Được chưa? Ok chưa? Ok chưa? Chỉ 900.000 các bạn được học tất cả kiến thức lớp 12 còn gì nữa. Học hầu như là học hết, không còn sót một cái gì luôn, đúng không? Nhá. Yeah.